nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, một giọng hát đẹp của nghệ thuật cải lương. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu tên đầy đủ là Phong Thị Ngọc Giàu. Bà sinh ngày 13 tháng 7 năm 1945, là nghệ sĩ cải lương, quê gốc ở Huế. Bà hoạt động ở lĩnh vực cải lương, hài kịch và phim ảnh. Theo tạp chí Kịch Ảnh, Ngọc Giàu sinh trưởng trong gia đình lao động nghèo ở Thủ Thiêm, Gia Định, nay là thành phố Thủ Đức. Thuộc dòng dõi quý phi Lê Ngọc Bình, Ngọc Giàu rất mê ca hát. Từ năm 12 tuổi, bà đã được nhận vào gánh hát Mai Lan Phương, Ngọc Chiểu và chỉ làm tỳ nữ, rồi ngâm thơ hậu trường. Đến khi về đoàn Ngọc Kiều của Hoàng Kinh, Ngọc Đáng, năm bà tròn 13 tuổi, thì bà được đóng những vai đầu nhì. Sau 2 tháng được nâng lên đầu chính. Một lần cùng đoàn đi diễn ở Quảng Ngãi, đoàn Ngọc Kiều diễn vở Đôi Mắt Giai Nhân. Trong số khán giả đến xem đêm diễn có bà bầu của đoàn Kim Chưởng, nên Ngọc Giàu đã được mời về làm diễn viên của đoàn Kim Chưởng. Sau hơn một năm cùng đoàn đi lưu diễn khắp các tỉnh từ miền Trung đến đồng bằng sông Cửu Long, năm 1958 về đến Sài Gòn, Ngọc Giàu được chủ rạp hát Hương Đạo mời dự lễ khai trương, đồng thời đóng vai đào chính trong vở Hai Cánh Én Đầu Xuân, đóng cặp cùng nam diễn viên tài danh Minh Chí. Sau lần diễn đó, nghệ sĩ Minh Chí đã đưa bà giới thiệu với các hãng băng đĩa ở Sài Gòn. Chủ hãng Châu Á, một hãng đĩa lớn ở Sài Gòn, sau khi nghe Ngọc Giàu ngâm thơ và hát thử, đã ký hợp đồng dài hạn với bà. 2 năm sau, Ngọc Giàu được soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng ở đoàn hát Thanh Minh, Thanh Nga mời về đoàn. Bà được trao giải Thanh Tâm vào đầu năm 1960 nhờ nhiều vai diễn như vai đầu chính Điêu Thuyền. Năm 1967, bà nhận giải Thanh Tâm xuất sắc qua vai người đàn bà điên trong vở Vườn Hạnh Sau Chùa. Ngọc Giàu là một trong ba nữ nghệ sĩ hiếm hoi đạt được giải Thanh Tâm xuất sắc với Thanh Nga và Bạch Tuyết. Những màn diễn ăn ý của bà trên sân khấu có thể kể đến các nghệ sĩ gạo cội như Thanh Sang, Phương Quang, Diệp Lan, Úc Trà Ôn, Thanh Nam, Thanh Nga, Úc Bạch Lan, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Minh Phương, Minh Phụng, Minh Cảnh. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu và nghệ sĩ Hồng Nga từng là cặp đôi tấu hài đình đám. Một số giải thưởng nổi bật của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu. Năm 1960, bà nhận giải Thanh Tâm qua vai Điêu Thuyền. Bà là nghệ sĩ đạt giải Thanh Tâm trẻ tuổi nhất khi chỉ mới 15 tuổi. Năm 1967, bà nhận giải Thanh Tâm xuất sắc. Năm 1979, khi bà 34 tuổi, bà được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên của thế hệ vàng được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 1995, bà được trao giải Mai Vàng lần thứ nhất. Năm 1996, bà được trao giải Mai Vàng lần thứ hai. Năm 2003, bà đạt giải diễn viên được yêu thích nhất trong chương trình Gala Cười. Năm 2012, bà được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân ở lần xét thứ 7 năm 2011. Cho đến nay, hơn 60 năm gắn bó với nghệ thuật và là nghệ sĩ, người thầy mẫu mực của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Ngọc Giàu đã có hơn 100 vai diễn trên sân khấu cải lương, khoảng 50 vở kịch, hàng chục vở hài, phim truyện nhựa, video. Một số vai diễn đáng chú ý của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu trong lĩnh vực cải lương: vai Một Niệm Từ trong Anh Hùng Xạ Điêu, vai Bà Mẹ Điên trong Bông Hồng Cài Áo, vai Triệu Minh trong Cô Gái Đồ Lông, vai Hằng trong Con Gái Chị Hằng, vai Yến Lan trong Cho Trọn Cuộc Tình, vai Dương Quý Phi trong Dương Quý Phi, vai Bà Hương và Cô Bảy Cán Vá trong Đời Cô Lựu, vai Hiền trong Đôi Mắt Người Xưa, vai Bà Hội Đồng trong Lá Trầu Xanh, vai Tuyết Minh trong Nắng Sớm Mưa Chiều, vai Diệu trong Nửa Đời Hương Phấn, vai Thị Lộ trong Rạng Ngọc Côn Sơn, vai Mỹ Tiên trong Sân Khấu Về Khuya, vai Dương Văn Nga trong Thái Hậu Dương Văn Nga, vai Người Mẹ trong Tình Mẫu Tử, vai Năm trong Tình Yêu Và Lời Đáp, vai Nhung trong Tướng Cướp Bạch Hải Đường, vai A Châu trong Kiều Phong A Tỷ, vai Điêu Thuyền trong Phụng Nghi Đình, vai Ô Sương trong Tình Cô Gái Huế, vai Cám trong Tấm Cám, vai Thoại Khanh trong Thoại Khanh Châu Tuấn, vai Mai Trinh trong Trinh Nữ Lầu Xanh. Một số phim mà nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu đã tham gia:
sút vô, lãng hoa tình yêu. Khi đàn ông có bầu, Võ Lâm truyền kỳ, năm sau con lại về, tắm cám chuyện chưa kể, Sài Gòn anh yêu em, có căn nhà nằm nghe nắng mưa, ốp ba phiền quá nha, pháp sư mù ai chết giơ tay, bố già. Trong một bài viết trên báo điện tử Vietnamnet, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu đã chia sẻ về cuộc sống của bà ở tuổi 76. Bà bảo bà không đơn độc khi bên cạnh luôn có ông xã kề vai sát cánh. Hai vợ chồng bà đã 40 năm bên nhau nhưng đến nay vẫn dành tình yêu nguyên vẹn như những ngày đầu. Ở tuổi ngoài 76, bà vẫn năng nổ đóng phim, lên sân khấu tham gia các game show truyền hình. Dẫu là vai diễn nhỏ, khách mời xuất hiện chỉ vài phút trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ vẫn vui vẻ nhận lời. Với bà, khi còn làm nghề là chứng tỏ mình còn khỏe và bắt kịp với nhịp sống thời đại. 65 năm kể từ ngày bước chân vào sân khấu, tôi cảm ơn tổ nghiệp đã cho mình một giọng hát và cái duyên để đến với công chúng. Cả đời tôi lăn lộn khắp các sân khấu lớn nhỏ từ Nam chí Bắc, từ cải lương rồi qua đến kịch và hài. Khi bước sang bên kia con dốc cuộc đời, tôi mong được lưu giữ những ký ức đẹp với nghề cho đến hơi thở cuối cùng. Nghệ sĩ Ngọc Dầu chia sẻ với báo điện tử Vietnamnet. Trong thế hệ các nghệ sĩ nữ trước năm 1975 ở phía Nam, ngoài Hồng Nga, Ngọc Dầu là người được giao đảm nhiệm đủ loại vai diễn, từ bà lão cho đến con nít, giả trai hay nữ tướng. Ở sân khấu cải lương, kịch nói, truyền hình hay điện ảnh, bà không thiếu vai nào. Bằng kinh nghiệm diễn xuất, trái tim đầy nhạy cảm của người nghệ sĩ, bà nhào nặn cho các vai diễn thêm có hồn, sống mãi trong lòng khán giả. Hơn nửa đời người gắn với sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu bảo bà không có điều gì phải tiếc nuối khi nhìn lại chặng đường đã qua. Đời người nghệ sĩ lúc thăng trầm khi vinh quang được trọng vọng nhưng lắm lúc cũng cô độc. Những cung bậc ấy bà đều đã trải qua và giờ đây gói ghém cho mình sự bình yên với nghề. Mặt khác, Ngọc Dầu có mối duyên thân tình với nhiều nghệ sĩ diễn viên trẻ. Bà luôn tạo sự gần gũi, cởi mở với các thế hệ sau như một người bà, người mẹ trong gia đình. Ngọc Dầu thành danh từ trẻ với nghề nhưng đời tư cũng nhiều chông gai. Ở tuổi 17, bà sớm lập gia đình cùng người chồng lớn hơn 32 tuổi. Cả hai sống với nhau được 19 năm nhưng cuộc hôn nhân không tồn tại tình yêu. Khi con gái cả hai mất vì căn bệnh ung thư máu, bà và chồng cũng đường ai nấy đi. Việc ái nữ qua đời, gãy gánh hôn nhân giữa chừng khiến Ngọc Dầu có quãng thời gian bế tắc. Bà nghỉ hát, dành trọn thời gian ở một mình vì nhớ thương con. Thời gian sau, bà gặp và quen biết một người đàn ông, chính là người chồng hiện tại của bà. Người này đã đến bên cạnh, trao bà hơi ấm tình thương trong lúc nữ nghệ sĩ không còn thấy ý nghĩa của cuộc đời. Cứ thế, bà một lần nữa lên xe hoa và gắn bó cùng ông xã đến nay đã trọn vẹn 40 năm. Nữ nghệ sĩ kể mình và chồng có tính cách trái ngược, trong khi bà sôi nổi, bộc trực thì bạn đời của mình lại cố hữu vẻ trầm lặng từ trẻ đến già. Bà chia sẻ, nhưng có lẽ cũng nhờ thế mà chúng tôi gắn bó bên nhau lâu bền. Chúng tôi ngoài nghĩa vợ chồng giờ còn xem nhau là một người bạn hữu hỷ lúc về già. Cuộc đời này duyên nợ cho mình gặp nhau, lấy nhau và chung sống thì cứ cố gắng sống cho trọn vẹn để giữ gìn tổ ấm. Tôi luôn quan niệm như thế và sau đó truyền dạy lại cho con. Vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu có với nhau một cô con gái hiện đã lập gia đình và định cư tại Mỹ nhiều năm nay. Nữ nghệ sĩ kể con gái thương mẹ tuổi già sức yếu đã đề nghị bà sang Mỹ sống cùng vợ chồng cô và các cháu. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ từ chối vì cho rằng mình không thể sống xa sân khấu. Mỗi dịp sang hải ngoại, bà kết hợp những show biểu diễn và thăm đoàn tụ cùng các con. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu chia sẻ, tuổi này tôi chẳng còn mong cầu điều gì thêm cho mình nữa. Một sự nghiệp vinh quang, một tổ ấm êm ấm khi về già đã là quá đủ. Những buồn vui được mất, tôi xin gói gọn lại để cất giữ cho riêng mình.